Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhanh NDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về trình iRoad của dự án Bajit. Dự án này hiện nay đã có mặt trên một số sàn giao dịch như là Bitgold Bank, Bcash và XT. Ngoài ra thì cũng có ở trên CoinMarketCap và CoinGecko. Dự án chia sẻ là được hợp tác với một số trang như là Zime, TuGo, Binary hay là Microsoft Azure vân vân. Dự án này thì sẽ phân phối token chúng ta vào ngày 20 tháng 10. Chúng ta sẽ ấn nút Start để bắt đầu chat với bot và ấn con tin. Tiếp theo đây sẽ là phần captcha, chúng ta sẽ hoàn thành captcha kết quả của phép tính mà màn hình hiện lên. Các bạn lần lượt làm cái nhiệm vụ là join group Telegram channel như đầu tiên. Mở Twitter, mở Facebook và mở Medium. Ta follow Twitter, nay và đi tiếp đến tít. Tiếp đó chúng ta sẽ follow Facebook, follow Medium. Nó yêu cầu chúng ta sẽ tải một cái ứng dụng, thì cái nhiệm vụ này là tùy chọn, và khi các bạn tải ứng dụng thì các bạn sẽ nhận được thêm 2.000 token nữa. Chúng ta sẽ ấn nút đôn đi. Hơi lag nhỉ. Thôn tiếp nào. Tiền username của kênh Twitter. Ta biết username Twitter ở dưới đây. Facebook profile. Ta ấn vào phần avatar, ấn vào tên, ta copy phần profiling và paste ra. Medium, chúng ta sẽ gửi username của Medium nhé. Nó là avatar. Gửi username thì các bạn ấn về từ nhà. Nó sẽ có hiện cái phần username ta lên. Thì nói chung là anh em cũng nhớ cái username của chúng ta đi. Bây giờ nó không có hiện lên màn hình bên ngoài thì các bạn cứ gửi cho mình cũng được nhé. Các bạn chọn đôn đi. Ở đây nó sẽ yêu cầu ta điền cái email các bạn đăng ký ở trên app. Thì anh em có thể đăng ký sau cũng được, ta cứ điền rồi chúng ta đăng ký sau cũng được, được chờ chưa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào kênh channel Adobe 6 này, cũng như follow Twitter Adobe 6 cho mình. Tiếp theo các bạn chọn đôn nào, và địa chỉ ví ETH thì các bạn dùng ví ETH ở trên Chess Wallet hoặc Betamax, chúng ta copy và ta paste vào. Xong cái nhiệm vụ. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Basit. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.